đến tập vlog kế tiếp thứ hai ở Indonesia các bạn. Mình đang trong một cái con hẻm y chang bên Việt Nam luôn. Đường nhỏ nhỏ, gờ giảm tốc rồi nè, không nhìn biển số chứ không thấy, kiểu chạy bên trái là không biết Việt Nam đâu. Hôm nay mình sẽ đi tham quan một cái chùa lớn nhất thế giới tên là Borobudur. Nhường cho anh chàng này qua trước. À, anh chàng này quẹo rồi, ok. Tên là Borobudur, là một cái ngôi chùa đền thờ Phật giáo lớn nhất thế giới các bạn. 9 tầng, hơn 500 tượng Phật và 2000 mấy những cái hình vẽ, những cái tượng này nọ các thứ các bạn. Rất là đẹp, một di sản của UNESCO luôn. Hôm nay mình sắp được check in một cái di sản mới UNESCO ha. Lo nói chuyện bị rồi giảm tốc bị hết chạy về. Gì vậy ta? Ghi gờ giảm tốc hả? Kiểu chạy thi vậy là thua rồi. Ủa, có cái gì nó kẹt cái xe hay sao? À, có cái gờ giảm tốc, bị nhường chiếc xe tải đứng ngay gờ giảm tốc, thi bằng lái vậy là thua rồi. Rồi giờ mình sẽ chạy ra. Đầu tiên bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, hôm qua ngủ bù, ngủ thôi, chờ tới hôm trước ngủ có 3 tiếng rưỡi thôi, nên ngủ bù một xíu cho thoải mái. Đúng ra này đi bình minh nó đẹp, nhưng mà mốt để bình minh promo, còn giờ hơi nắng nhưng mà kệ, cho sức khỏe quan trọng hơn, lớn thì phải cẩn thận xíu. Bây giờ phải kiếm gì ăn trước. Ở Borobudur thì nó nằm gần thành phố Yogyakarta, mà trong vlog trước mình đã nói á, cái tên thân mật là Chogya các bạn. Tên thành phố tên là Chogya, nhưng mà tên đúng là Yogyakarta. Cách đây khoảng 40 cây nữa tới thì bây giờ mình sẽ đi ăn trưa trước, rồi sau đó mình sẽ tới đó chơi. Giống kiểu bên Angkor Wat quá ha, cũng đi vòng vòng mấy cái đền ở đây, mà bên đây Phật giáo, nhưng ở chùa Phật giáo xây từ thế kỷ thứ 8 mà đến thế kỷ thứ 14 bắt đầu người ở bán đảo Mã Lai, ủa lộn, ở Indonesia họ chuyển vào đạo Hồi, thì những cái đền này nó bị bỏ hoang các bạn. Và năm 18 mấy thì khoảng 200 năm trước mới được phát hiện lại và được phục dựng tới bây giờ. Let's go kiếm đồ ăn cơm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ sub cho mình nha các bạn. That's why you go away luôn, ghê không? Nghệ sĩ không? Mốt tôi cũng vậy, già chắc thất nghiệp, chắc cầm cái đàn đi hát dạo kiếm thu nhập. Vượt sóng thần. Này, bên phải là đi về Borobudur. Candy có nghĩa là những đền cổ các bạn. Candy Borobudur là đền Borobudur. Ồ, có McDonald nè, giờ đói bụng lắm rồi. Chạy ra khỏi thành phố, đỡ đông xe rồi kiếm tấp vô, kiếm quán ăn. Các bạn thấy phía xa có ngọn núi lửa kìa, đã không? Mê Rang, hình như tên là Mê Rang, vẫn còn hoạt động đó các bạn. Chóp nhọn nhìn giống mấy cái mái nhà của Indo ha. Cũng có thể đó lý do tại sao Indo họ hay xây những cái mái nhà nhọn á. Cái chỗ này giống cái vụ tai nạn mà bữa ở Huế, Cam Lộ nè, đang hai làn bên phải tấp vô bên trái nè, nên đừng có chen vô nó nguy hiểm. Nếu nhắm đủ xa và xe đủ mạnh thì hả vượt, không thì không thể. Nhưng mà bên đây á, cái làn vượt bên phải là đúng tại vì họ chạy bên trái. Còn Việt Nam mình á thì đúng ra cái làn đó phải là cái xe chậm á, là phải tấp vô làn phải, tự động tách qua làn để cho cái làn thẳng ưu tiên cho người ta vượt. Còn mấy ông tài xế, mình tài xế chạy cứ thấy cứ giữ đó, không có tấp vô, tự động tấp vô phải. Đúng ra bên Mỹ, châu Âu hay là các nước phát triển khác thì tới cái làn chậm á, là xe tự động dò vô để cái làn nhanh cho người ta đi. Còn mình thì mình cái làn vượt thì lại chạy qua bên phải, là cái làn chậm hơn nên nó vô lý, nên tai nạn nhiều là vậy đó các bạn. Có nào đang đi gần tới núi lửa nó phun, chắc sóc này chạy không kịp đâu. Siêu xe không bay ra. Còn sóc này lớp từ từ từ, chắc núi lửa giờ này, nó cái núi lửa phía trước mặt nó phun một cái là má cứu. Ăn các bạn, ăn trưa.
Này khai trương luôn, quán chưa dọn xong nữa, mới sắp bàn ghế ra thôi. Phải cô phải ra chiên đồ ăn cho mình. Hàng xóm để ngoài nắng tội nghiệp, cái chỗ này để bàn ăn không có chạy vô được. Chỗ góc này người ta quay đầu kẹt xe quá trời. Rồi mời các bạn ăn cơm. Rồi, sắp tới Borobudur, đồng xanh hai bên, quá hào hứng. Sốc đi ghê nha, sốc đi Borobudur luôn. Mốt thì xong chắc là chở chiếc xe mà ghé thăm nhiều di sản UNESCO nhất thế giới. Người thì chắc không dám so rồi, nhưng mà xe thì yeah, nhưng mà vẫn thua Memo. Memo cũng đi được 7 châu lục rồi, trừ năm cực. Nào, không biết sóc đạt được cái mốc đó không nha. Ráng lên bé ơi. Mà thời Pháp á, Đà Lạt cũng Việt Nam đã từng có một cái thương hiệu xe của Việt Nam á. Này đầu xe của cái ấy ở đâu ta? Nó chạy vòng vòng vô đây không biết ở đâu hết. Ba Lai là khu bảo tồn Borobudur, kiếm chỗ đậu xe không được thì chạy ra, hình như phải đổ xe rất là xa rồi đi bộ vô hay sao đó. Kiếm chỗ đậu xe coi. Turn left, then make a U-turn in 200 meters. Rồi Borobudur, gì homestay nó những chiếc xe mui trần, chở khách tham quan, xe cổ giống Cuba. Ở đâu vậy trời, không thấy. Hình như là đi vô cổng bên kia hay sao á. Đậu xe là parking. Rồi, nãy đi lộn đây quẹo phải mới đúng các bạn. Chỉ gọi xe hơi thôi. Lại phải leo xuống xe, nhấn nút. Hai. Anh chàng này lấy cho mình. Thank you. On this side. Ok là định leo xuống nhưng mà anh chàng đã đưa cho mình luôn. Rồi vậy đúng rồi đó. Parky bên đây hoặc là parky bên kia. Bên kia đóng thì qua đây. Xe biển số nước ngoài vô tham quan luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Kiếm chỗ parky. Có bóng mát rồi, nóng chắc. Đồ trên xe nãy nhiệt độ trong xe nó báo lên 40 mấy độ luôn, khủng khiếp. Very hot. Việt Nam, yeah. Tổng các bạn không có ai hết, có mình thôi. Giá vé người lớn nước ngoài là 455. Ui cha, đấy 350 này lên 450 rồi. Đắt dữ trời, con nít là 300. Người Indo thì có 120 thôi. Giá gần 1/3, 1/4 thôi các bạn. Ưu tiên cho người Indo. Quá đã, ước gì Việt Nam cũng được vậy ha. Temple Rao là cái gì đây? Vô cái đền coi múa hả? Đó. Temple Rao. Rồi, đi vô cái đền. Các bạn mua vé hết 455.000 ruby lần các bạn là tới 700.000. 30 đô luôn ha. Nay lên giá 5 đô rồi.
trước là 25, nay lên 30 rồi. Đó, thì các bạn mua vé xong phát một cái này phải đi theo nhóm các bạn. Phải đòi kêu nhóm, sợ chắc sợ chạy luôn phá. Rồi thêm một cái vòng tay chứng minh là các bạn đã ấy rồi, đi qua cửa an ninh. Sau đó có một cái vui là họ đây, ai cũng vậy hết. Đó, phải mang dép của họ. Còn cái dép của mình thì giày dép thì bỏ vô cái túi này, tự cầm theo cũng hơi bất tiện cho khách. Nhiều khi người ta đi chơi mà chụp hình mà phải cầm cái túi này không có cho gửi lại, hơi chán ha. Nhưng mà mình có ba lô mình bỏ vô. Đó, rồi xong. Sơ sơ 455.000. Còn các bạn mà chỉ thực thêm free thêm chai nước, còn các bạn mà muốn đi đứng ở dưới cái đòn thôi là rẻ hơn. Rẻ hơn một chút, rẻ hơn được gần 100 ruby các bạn. Đây, bắt đầu đi bộ vô đền Borobudur. Này các bạn phải đi theo group ha, có ghép tiếng Nhật, tiếng Hoa gì đó. Đó, này mình thích đi mình hơn, nhưng mà đi chung nghe guide hướng dẫn cũng hay. Nhóm chắc khoảng 20 người các bạn, đủ tập luôn. Đi đoàn số 6 với cái anh kia, đội nón lá. Cái này thêm một di sản UNESCO nữa, Borobudur. Không nhớ cả bao nhiêu rồi, hôm nào rảnh thống kê lại. And also very good quality for the wood. So this is what we call teka. Local people use this wood special for make the carving. So we use this for the furniture, for the house pillar. And if we choose the old one, we can use from generation to the next generation. Local people think Borobudur something not used, because no Buddhist, no Hindu anymore. So they use this temple, the stone for house foundation. When restoration, the government collect all the stone from each houses. And now we still keep 12,000 blocks original from the local people processing to replace. But not easy, it's like a big puzzle. Đi đến gần cái đền này các bạn. Đó, hồi xưa bỏ bị hoang phế. Sau đó thực dân Anh đến thấy mới bắt đầu khôi phục dọn dẹp lại, chứ gần núi lửa cũng bị tàn phá nhiều các bạn. Cũng thể hiện một cái hành trình từ một người thường Kama bị phạt cho đến cõi Niết Bàn luôn nè, từ dưới lên trên. Đây là cái chữ cuối cùng còn lại ở cái đền. Này là gương mặt xấu xí, dịch được dịch là thấy không? Nói chuyện nói bậy là bị phạt, là hình thù xấu xí nè. Cái chữ cuối cùng còn lại luôn. Đây là tầng thấp nhất, rồi đi lên từ từ ha. Đây anh Ga vừa đi vừa hướng dẫn cho khách đây. Thường là 300,000 ruby là các bạn chỉ dưới sân Temple Round đây. Các bạn muốn leo lên thì phải mua cái vé 490,000 ruby các bạn, là 700,000 mới được đi qua cái cổng này. Nó đi tiếp lên đòn ở trên. Nhìn gần hơn cái di tích ha. Chứ lên đây mà không ấy thì rất ổn. Đây là có tượng sư tử nè. Indo không có sư tử, biết tại sao lại làm tượng sư tử ở đây. Nghe người ta nói là mang tượng Ấn Độ, mà Ấn Độ cũng đâu có đâu. Đây là tượng original luôn nè các bạn. Sometimes when I look in the group of these people, they have communication each other. Look at the way to smile. Mấy cái hình giống nói chuyện với nhau các bạn. Xưa là gốc là màu vàng ha, sau đó nó bị bạc hóa màu đen nè. Bên đây có hình chim, hình rắn luôn nè. Bạn đây đã đến cái chỗ quen thuộc, hay thấy hình ảnh về Borobudur, cái tháp, những cái stupa lỗ lỗ thế này đó. Và tổng cộng là 505 tượng Phật, 5 với 5 là 10, 1 với 0, 1, 1 cái tháp duy nhất. Đây là tượng Phật Phật Thích Ca thì phải, lớn nhất là quan trọng nhất các bạn. Xung quanh là những cái stupa hình ảnh hay thấy về Borobudur. Đây là tất cả xây bằng không dùng xi măng nữa các bạn. 11.300 năm rồi, 1.300 năm trước người ta sắp khích nhau hết luôn nè. Khủng khiếp không? Không cần xi măng gì hết, tất cả là ghép lại hết. Khủng khiếp chưa? Chứ ngày xưa làm gì có xi măng. Quá đẹp. Mấy anh thợ đang lau dọn, tẩy rửa, rêu. Làm nghề cũng thú vị ha. Đây là các bạn, rửa cho sạch bụi, rêu bám, giữ cái màu sắc của nó.
trong mỗi cái stupa sẽ có một cái tượng Phật các bạn. À, như cái tượng ở trên đây nó bị hư cái chớp máy là thấy được cái đầu tượng Phật ở trên nè. Ngồi giữa lòng cái stupa, còn ở cái stupa chính, cái quan trọng nhất thì lại không có tượng gì trong, nó rỗng ruột các bạn, cũng không có cái hầm nào luôn. Ồ, em biết, còn đây là những cái tháp ở trên đỉnh thì lại còn bảo tồn rất là tốt nè, còn đủ không bị mất cái nào hết. Đẹp quá các bạn, nhìn như một cái ngọn núi khổng lồ ha. Được xây, nguyên cái này là xây trên một cái ngọn đồi nhỏ. Đó, ở trong lại rỗng ruột, ở trong lại đặt ruột, không có bỏ, không có phòng được, giống như những cái bên Angkor Wat. Quá đẹp. Đây, đi dạo với những cái stupa. Nè các bạn, bên trong là có một cái tượng Phật. Này sẽ ở trong nó không có ánh sáng nên nhìn hơi tối. Trong mỗi cái stupa đều có tượng Phật. Thì đá đây là lấy từ đá núi lửa, từ cái núi phía xa kia, từ chân núi về đây là 40 km các bạn. Cây rất là xanh, nhờ kiểu dung nham núi lửa đó cho vào chất dinh dưỡng đó, nên nó rất là màu mỡ, cây rất là xanh ha. Nó thì họ mang đá từ đó về đây, không có xe phương tiện gì. 13 thế kỷ trước mà, thì họ dùng sức người thôi, sức ngựa kéo đá núi lửa về đây các bạn. Đó, 40 cây số, cả triệu tấn đá khủng khiếp để xây nên một cái chùa đứng một mình, sinh stand alone lớn nhất thế giới, Borobudur. Đúng các bạn, mỗi lần ngồi đòn cho 150 người ở trên thôi, sợ đông quá. Đây trường trung học nào đi chơi mặc váy màu hồng dễ thương ghê không, xanh với hồng màu đẹp ghê ha. Mấy đứa nhỏ giao lưu với khách, mấy cô gái Trung Quốc nói tiếng Anh tốt ghê không. Này chắc trường tư, trường xịn, đứa nào cũng nói tiếng Anh tốt hết. Váy hồng, váy xanh, khăn trùm đầu màu hồng. Còn mấy đứa nam thì trời quậy kìa, nói tiếng Anh ghê không, dễ thương ghê không. Đây là toàn cảnh ngôi đền, nhìn bên góc các bạn thấy được hình dạng như kim tự tháp ha, rất là lớn luôn, lớn nhất thế giới. Cảnh ngôi đền nhìn từ phía tây, đây là cái ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới, đứng một mình các bạn, cùng với Bagan, với Angkor Wat là ba cái quần thể đền đài lớn nhất và nổi tiếng của Đông Nam Á. Nhìn như một cái ngọn núi ha, không ngờ vậy mà suốt mấy trăm năm bị bỏ quên các bạn. Nhỏ nó đi outing quá trời đông các bạn, mai tới sớm một tiếng, trễ một tiếng là chen vô chết luôn á. 2024 để dã ngoại vui ha, đến những cái nơi lịch sử ý nghĩa. Quá anh tì với học sinh Indo này, chắc học sinh trung học rồi nè, vui quá vui các bạn. Đây quá trời đông chưa. Borobudur có dịp gặp lại. Cái đa đẹp quá đẹp. Vậy thôi, lấy xe gì à? Quá nóng, quá mệt. Giá 20.000 ruby là 35.000, mắc ha. Quê mình 5.000 trái. Đây, mama. Nói tiếng Anh bập bẹ cũng được, đủ bán cho khách các bạn. Dừa với thêm ly nước đá, 35.000. Mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ các bạn. Tưởng là gần một tiếng thôi, ai về 2 tiếng cho phải đi với tour. Nên bây giờ phải đi ra về tới cái đền Brebanan là trễ, là mất giờ rồi, mất 1 tiếng rưỡi. Đóng cửa rồi chắc đứng ngoài nhìn vô thôi. Nắng nóng cũng làm ảnh hưởng ghê ha. Giờ về trả tiền vé đây, vé giữ xe nữa. Giờ thì sắp tới giờ kẹt xe nó mới chết. Không biết ra đường nào đây. Kelua đây. Xe khách quá trời, xe 50 chỗ chở mấy đứa nhỏ đi chơi. Để coi trả tiền xe nhiêu. Kelua đây. Cổng ra đây. Oh.
đâu ta? À đây. Để này nhá xíu, như cổng ra kia cổng chính. Rồi. Rồi vừa đổ. Quá trời xe. Mấy đứa nhỏ đi chơi. Ô, xe 50 chỗ. Rồi, vô trả tiền cái xe, không biết bao nhiêu tiền. Mình phải xuống xe rồi. Rồi xong. Lên đường. Đường một chiều. Rồi ra xe. Đi nào. Xong, tiếp tục các bạn. 50 cây nữa mới tới cái đồn Brebanan. Đi đường nhỏ, không có đi đường chính. Phải đi gần chân núi lửa đó, hơi cong cong quẹo quẹo một chút. Kệ đi đường nhỏ, đường làng chơi, cho vui. Mấy đứa nhóc. Rồi, tạm biệt Borobudur, ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới. Theo Google chỉ, y chang đường làng ở ngoài miền Trung, mấy cái vùng núi miền Trung các bạn. Giống như kiểu Tây Quảng Nam cái gì đó quên rồi ta. Tây Giang. Hoặc là mấy con đường ngoài ngoài Tây Bắc nhỏ nhỏ uốn lượn. Ôm cua vô số, xe máy xe nhỏ ra vô cũng mẫu liên tục. Nhiều khi mất kiên nhẫn băng ngang trước đầu xe nguy hiểm quá. Sắp ra đường lớn lớn. Xong rồi lại vô đường nhỏ nữa. Đường chật mới đi xe đi bằng sóc là hợp lý không? Xe lớn lớn 16 chỗ là đuối à. Đây. Ôm cua đảo úp dĩa liên tục. Luyện ta lái không? Mấy khúc này nhập vô đường lớn mà lại còn có dốc này nó nguy hiểm quá ha. Đó, dừng xe vô dốc luôn, thi test luôn. Rồi, tạm biệt khu vực Borobudur. Quay qua một cái cầu sắt, cầu Long Biên. Là mình bắt đầu đi vào cái đường nhỏ các bạn, chạy gần chân núi lửa Merabi. Cho nó đỡ kẹt xe chứ giờ đi ngang trung tâm là kẹt xe chết. Cầu sắt. Đây, để trái vô. Turn left. Ok là. Đi đường này về Brebanan cho đỡ tốn. Đỡ kẹt xe các bạn. Alternative. Latin alternative, giống chữ alternative của tiếng Anh ha. Đoán đoán được luôn. Nó chạy thẳng về chân ngọn núi lửa phía trước. Tới đi bé ơi. Ok. Đường nhỏ nhỏ cong cong quẹo quẹo cho sắp nhỏ nó mừng. Phải có 29 cây nữa mới tới mà giờ tới thì không kịp giờ mở cửa Brebanan rồi. Chắc đứng ở ngoài nhìn vô. Hôm qua đứng nhìn nhìn là lỡ nay đã phải vòng lại rồi. Kệ ai biết được. Cứ đi tới đâu tính tới đó. Chờ xe bé xe bồn núi lửa kìa. Ô tan mây thấy được đỉnh núi lửa các bạn. Đã quá. Trưa giờ không có thấy. Wow, núi lửa vẫn phun nha. Lúc mà trời trong hay là lúc nó phun mạnh thì thấy lửa đỏ luôn. Người dân ở đây người ta nói vậy đó. Nhờ chạy đường này mà thấy được, ngắm được núi lửa. Quá đẻ. Cái này phải mình phải gửi hình cho các bạn, quăng tấm hình vô vlog chứ. GoPro góc rộng khó thấy.
bạn, phía xa là cái núi lửa, mà nay lúc mà mình kiếm được cái chỗ đẹp thì nó lại bị mây mù che các bạn. Các bạn thấy không, trên cái chỗ mây mây là núi lửa nó phun ra đó, dính với mây nên nhìn hơi khó thấy. Một ngọn núi lửa rất là lớn các bạn, Merabi. Phía sau là cái núi lửa Melangung gì đó, hai cái nằm cạnh nhau luôn các bạn, quá đẹp. Còn đây là cảnh đồng ruộng, mấy nông dân đi thăm lúa, mấy nhà đặc trưng của Indo ha, nhọn nhọn. Ra view này thấy được ngọn núi lửa đẹp hơn nữa các bạn. Hình như cái này không phải là cái núi lửa Merabi nữa mà cái núi lửa phía sau á, cái gì Melanga gì đó. Đây, mây tan rồi nè, nhìn được cái núi lửa nè, zoom lên nhân 3 nè, nhân 5 nè, nhân 10 nè. Đó, đỉnh núi lửa nè, vẫn còn phun đó các bạn, vẫn còn ra khói luôn nha, xịn chưa. Đó, được cái view của bạn Sóc, cuối cùng có tấm ảnh bạn Sóc với núi lửa. Nãy giờ chạy tới Rebenan thì trễ 15 phút rồi các bạn, 5 giờ họ đóng cửa rồi. Thấy lịch ghi 5 giờ rưỡi mà thật sự là 5 giờ đóng cửa rồi. Sớm hơn 3 phút nên chạy ngang, nãy đứng bên hông nhìn ngó một xíu, nhìn qua hàng rào cũng được. Coi như có lý do để dành, mốt còn quay lại. Đi cái đền chính là Borobudur, cái chùa chính, cái chùa chứ cái đền cũng được. Với cái di tích Plao Sang được rồi, với coi như cũng thấy được cái Brahmanan rồi. Mà không có đi vô sát vô trong chơi thôi. Rồi coi như xong chuyến đi ngắn từ Surabaya đến Yogyakarta, tên tắt là Chokcha. Giờ lên cao tốc chạy ngược về Tàn Tàn để đón bạn, có bạn Việt Nam qua chơi. Có bạn Việt Nam qua chơi để cha nội này, chờ tự nhiên đang chạy giữa đường cái dừng lại à. Quá trời quá đất. Ẩu. Cái đó phải xi nhan vô từ từ với nhắm được mới vô. Trời ơi thiệt tình. Tự nhiên này chắc phụ nữ chạy quá thường, chạy giữa chừng kìa, đúng là tóc dài mới thiệt luôn á. Chạy xe hơi giống như kiểu xe máy, không phải mình phân biệt gì, nhưng mà phụ nữ nhiều khi cũng mẫu lắm, nhiều khi muốn dừng là thắng là giữa đường vậy đó. Không biết tôi có xe mà sao hay là có chỗ nào được không chứ ẩu quá. Đó không phản xạ kịp mà dừng cái kéo xi nhan lên khẩn cấp phía sau, nhiều khi mấy xe kia nó thấy dừng đột ngột luôn hay là tông đít rồi. Thiệt tình chết dễ sợ. Các bạn, trời chiều chiều hoàng hôn nhưng thấy buồn buồn ha. Chắc cũng lớn tuổi rồi, đi xa nhà miết mà, chiều chạy xe một mình. Khi nghĩ cũng gan, mấy ông Việt Nam đi đường Việt Nam từ đây qua kia cũng hỏi đường này, chẳng biết đường phía trước chất lượng thế nào, lưu ý gì mà cứ chạy. Toàn là những con đường chưa bao giờ đi hết. Thì cũng liều kệ nó, giờ đi tới đâu tính tới đó chứ giờ làm sao mà biết được tất cả mọi thứ trên đời, làm sao mà đi được những cái con đường mà mình đã từng đi được. Tại vì con đường trên thế giới biết bao nhiêu nước, muôn hình vạn trạng. Giờ cứ đi con đường của mình, để số phận là kẻ soi đường. Giờ đã là 6 giờ tối rồi. Mình ở đây là, quên nói chi tiết, mình ở đây đang là ở Nam Bán Cầu nha các bạn. Ở cây xăng đó bữa đổ nè. Ở Nam Bán Cầu. Thì mình đã ở qua bên kia đường Xích Đạo lúc mà gửi xe từ Malaysia qua đó. Thì coi như là mình đã cách Việt Nam hai cái nửa cầu, hai cái bán cầu rồi ha. Hai cái nửa Bắc nửa Nam rồi. Nó còn Nam thì đường Xích Đạo nằm ở trên, mặt trời sẽ nằm ở chệch về phía Bắc các bạn, nên bóng nó sẽ hơi ngã về phía Nam một chút so với ở Việt Nam. Thì ở Bắc Bán Cầu mặt trời sẽ lệch về phía Nam nên bóng mặt trời sẽ hơi đổ, bóng sẽ hơi lệch về phía Bắc đó. Mình sốc vượt qua đường Xích Đạo luôn, qua bên kia bán cầu Nam luôn, ghê thiệt. Thì đói bụng, trưa ăn ít, sáng không có ăn sáng mà trưa ăn ít, giờ đó đói, giờ chắc phải chỗ nào đổ xăng rồi ăn gì nhẹ, đi vệ sinh rồi quyết định coi ngủ đâu ha. Thấy người Ấn Độ đổ xăng lịch sự không, xếp hàng nè, từng chiếc một đó, rất là lịch sự. Ước gì Việt Nam cũng học được vậy ha, vô chen 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 mạnh ai nó dành.
Đó, xếp hàng đây các bạn, rất là nice. Ngồi nghỉ mệt có ông chú, what's your name? Sukma. Sukma các bạn, nó là con gái của khách motorcycle lắm, thấy chiếc xe mình giống Suzuki ở Indonesia 970cc. Surakarta. Surakarta. Solo. Central of Java. Ở đây là trung tâm của Java các bạn. Ok, follow me on YouTube, okay, Instagram. Bye bye. Bye bye. Đèn xịn ghê, quá trời đèn. Này đèn xe gắn đèn led nè. Đó, này mở đèn của hình gì đó, Kenzo. Thêm cái đèn vàng này là của Tool. Cũng đèn pha hết, còn có thêm muốn sáng có cái đèn phá xương nè, nhưng mà cái này chói mắt người ta. Gắn cái đèn vàng này đủ rồi. Lâu lắm mới chạy xe bữa tối này, chạy sóc bữa tối. Đúng là có cái đồng hồ tốc độ này dễ nhìn ghê, nhỏ nhỏ nè. Số lớn với lại hiện ra số digital, nhìn vô có biết bao nhiêu liền, khỏi phải xuống đây nhìn vô đây. Đồng hồ của xe các bạn. Rồi, tan tan. Về Nga Quy ngủ. Đúng 90 cây nữa. Đang chạy tốc độ 85 luôn. Tắt máy lạnh với đường phẳng chạy cũng mướt ghê ha, sốc ha. Nhỏ bé đậu giữa những chiếc xe khách đây các bạn, mình mới nạp 500.000 vô đây là 750.000 tha hồ đi ở Indo ha, chứ mất công dừng ghé mấy trạm, sẵn vô đây mấy trạm dừng chân nạp luôn các bạn. Rồi lên đường tiếp. Huy bữa tối buồn rười rượi vắng vẻ, có mấy cái xe bán đồ ăn dọc đường là có người ngồi ngồi bẹp dưới đất ăn các bạn, ăn lề đường. Ngồi dưới đất không à, không sợ đau lưng. Giờ quẹo trái vô là tới. Trước có tượng Vương Hằng Lằng hay gì, biểu tượng thành phố hả? Đây là được quẹo trái, đèn đỏ cũng được quẹo trái, nhưng mà phải nhường xe cho xe đi thẳng các bạn. Turn left, then turn right. À, cái sừng chứ không phải cái con. Trước là một cái sừng, biểu tượng cái ngà voi hả? Chứ không phải cái con thằng lằn, nhìn từ xa tưởng con thằng lằn. Cái rồi, chuẩn bị quẹo phải. Turn right, then turn left. Turn right, then turn right. Rồi, đã tới khách sạn. Đi rồi. In 200 meters, turn right. Vô giống mình vậy ta, chắc ngủ khách sạn. Trông rộng ghê. Your destination is on the left. Ở đây luôn. 230.000 một đêm. 10 đô rồi các bạn. Nửa đêm trời nóng thèm bia mà không có chỗ bán nên đi bộ thấy ông chú chạy xe lôi, thấy tội nghiệp quá, nằm trong góc tối mà nằm chèo queo nên nhờ chở đi mua bia, đi không thì lượn một vòng ủng hộ chú các bạn, ủng hộ chú, ủng hộ người địa phương. Người đô nhiều người nghèo khổ lắm, còn sống với mức 1-2 đô một ngày. Hy vọng mốt các bạn qua ủng hộ du lịch Việt Nam lại, mà nãy giờ chạy vòng vòng mấy cây số mà không thấy chỗ bán bia, không biết chú có hiểu không, mà nãy mình lấy cái S24 có cái tính năng mà dịch thuật
trực tiếp lại rồi và đưa cái hình Google hình KB cho chú xem rồi mà ok ok mà ông chú nói hiểu mà sao chạy nãy giờ đi kiếm cà phê hay cây dừa hay gì vậy. Tham quan chơi bạn chạy rất là chậm, chừng mười mấy cây giờ thôi. Đây rồi, xích lô, trải nghiệm xích lô, xích lô ở Indo đó. Xích lô ở Indo, tiếp tục chạy vòng vòng, còn hai chú cháu nửa đêm ngồi xích lô đi kiếm mua bia. Đất nước Indo Hồi giáo kiếm mua bia rất là khó luôn các bạn. Malai còn dễ, bên Indo là thua luôn. Ồ, ngoài đây có quảng trường đẹp quá nè. Ồ, nhờ vậy mà ra được quảng trường ha, biết được thêm chỗ mới, tuyệt vời luôn. Đây các bạn, sân vận động đẹp ghê không. Ồ, quá đã. Ở thành phố Nga Quy xe bán sầu riêng. Đây, ông chú chở lại một cái siêu thị bự bự tên là Alpha Mart, chắc ở đây có các bạn. Ok, để vô hỏi thử nha. Đi Sài Gòn kiếm được siêu thị mà mua được lon bia mà bia không còn các bạn. Đúng rồi, nước Hồi giáo kiếm quá khó. Kệ, uống tạm. Maya Surabaya phục thù. Ông chú đâu rồi? Ông chú đâu mất tiêu rồi? À đây. À để chắc đang sửa xe. Chắc không có nổ được, tội nghiệp. Để xuống phụ coi sao. À, xe khởi động bằng máy nổ các bạn. À, cái này cái máy kéo. À, máy nổ giống như cái máy bơm nước ở Việt Nam á, chứ không phải là xe máy. Ồ, độ vô đây. Ghê ghê. Kéo tay nè. À, tội nghiệp. À, hiểu rồi. Phải mỗi lần khởi động phải mệt ha. Quá tội. Nổ không? Lên. Không được luôn. Đây, nãy giờ chưa được luôn. Tội nghiệp quá. Này có kiến chú hậu luôn nè, ghê không? Này chạy bằng máy động cơ này, động cơ máy bơm nước. Ráng lên chú ơi, không là chú cháu đẩy xe về. Không được luôn. À, ráng lên, ráng lên. Trải nghiệm quá vui. Ráng lên chú ơi. Lên, 2, 3, lên, vô. Sắp được, có hơi rồi đó. Kiểu này để bộ về, thiệt rồi. Ông bồ quá chất luôn nè. Rồi không biết chú này chú xử lý được không, không hay chú cháu đẩy nhau về hai cây số. Động cơ bơm nước gắn vô cái bánh dây curo các bạn, xong nối vô cái khung sườn xe, nối vô bánh sau. Sắp được, có hơi đó này, có công tắc chỉnh vậy nè đó. Quá tội, cực ghê ha. Giờ không biết sao đây. Ôi chà. Thôi nãy đi bộ xíu nhưng mà kéo lại thử lại được các bạn. Chú vui ghê. Trải nghiệm đáng nhớ Indo. Hai chú cháu đi xích lô đi mua bia mà quá cực. Nhưng mà kéo hoài mới nổ, động cơ chạy bằng máy bơm nước. Nhưng mà lại chỉ mua được lon bia không còn, nhưng mà cũng đáng nhớ. Một kỷ niệm rất vui trong cuộc đời lang thang. Yeah. Rồi chạy. Hết gà hết số chú ơi, bốc đầu luôn. Đi chà, ông chú chạy ngược chiều luôn. Ghê thiệt, hèn chi, xe kia hết hồn. Đúng kiểu đường này là của bố mày. Đi hết 40 các bạn, nhưng mà cho luôn 50 là 75.000. Thank you very much, bye bye. Terimakasi. Nên các bạn, bên Indo vua các bạn, mỗi sáng là đồ ăn sáng người ta bưng lên ghế để sẵn nè, có hai cái rổ. Dù ngủ một người hay hai người thì họ cũng làm hai phần với hai ly nước đó, tưởng họ phơi cái gì. Nói chung là sáng dậy là tự bỏ đồ ăn ở trước cái phòng. Đây
ai ăn rồi thì chụp lại uống ly nước các bạn, phòng nào cũng có. Hay ha, dễ thương ghê. Danh trại quân đội mà ta, Vanderbos à, không, cái này danh trại quân đội mà cho vô ông ta, giống pháo đài Conrad Damabutra nè, anh GCB để chạy vô thử coi cho vô không, má vô mấy bắn chết, hỏi thử coi. Đúng là danh trại quân đội các bạn, có mấy cái bản tuyển quân được kìa. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bằng app online luôn, đăng ký đi lính, ghê ghê. Nhưng mà vẫn cho tham quan các bạn. À, tới đây mua vé hả? À đúng rồi, phải mua vé ở đây. Tiện quá, nằm bên tay trái. One person. À, giá vé là 10.000 các bạn, là 15.000. 15.000 Việt Nam đồng. Tiện quá, chỗ bán vé nằm bên tay trái, đỡ phải xuống xe. Chắc được mỗi chỗ này, còn lại là toàn phải ấy hết. Toàn phải xuống xe hết. Cô bé đạp xe. Đây, đậu xe đây, vô pháo đài. Pháo đài Vanderbos. Đây. À, cái này giá vé chung cho xe, không có giá riêng, chắc dùng cái cùi phiếu chung các bạn. Không có ghi rõ tên cái pháo đài ở đây. Có chỗ ăn uống nước luôn. Kia mô tô đậu xe đại kìa. Đây. Kia rồi. Kiếm chỗ nào cho chụp bản sóc vô luôn đi. Cho nó đẹp. Mấy cha này đậu tùm lum quá. Bạn, mình đang ở cái pháo đài Fort Vanderbos. Đã được xây dựng sửa chữa lại từ thời thực dân Hà Lan các bạn. Thì bây giờ là thành cái doanh trại quân đội luôn. Đây cái hình này, cái sừng này các bạn thấy ngay chỗ gần mình ở đó. Đó, doanh trại quân đội luôn các bạn. Và phía sau là cái cổng rồi. Đó, bây giờ đi vô cổng chơi. Đi vô trong pháo đài Fort Vanderbos. Đây, đi vào bên trong pháo đài các bạn. Trên hình thì rất là cũ kỹ nhưng mà họ bỏ kinh phí ra, họ sơn lại màu trắng hết rồi ha. Rất là mới. 1639, 1845. Ủa, 1839, 1845. Vào thế kỷ 19 các bạn. À, giờ cũng gần 200 năm rồi. Đây, rất là xinh. Tiếc quá họ không giữ cái màu gạch cũ phải đẹp như mà sơn lại trắng bóc hết rồi. Ai đi coi bên trong có gì nha. Trống trơn, không có hình ảnh gì hết các bạn. Không cho lên lầu luôn. Không biết là các phòng khác có hiện vật tranh ảnh gì không. Có nhà vệ sinh, phòng cầu nguyện. Mushola là phòng cầu nguyện mà như thiếu một chữ, thiếu chữ S. Mấy góc này đẹp quá nè. Đó. Hay lên trên dễ thương ha. Không có gì hết. Chỉ có một cái pháo đài sơn là màu trắng vậy thôi. Vì làm nhớ thành phố trắng Búp Bay Văn ở Colombia đó. Đây những cái tháp cũ còn lại nè. Những cái trụ này tháp canh. Cũng hư hỏng phần lớn rồi các bạn. Trong đây chụp hình cưới là mấy ông chụp hình cưới ở đây sống ảo là tuyệt vời luôn. Đây, ngày xưa thì nó cũ kỹ thế này nè, bây giờ họ sơn lại màu trắng thế này rồi. Before and after đây. Chú thích bằng tiếng Indo, bó tay luôn, không hiểu.
này vô chụp hình là chính, coi ở ngoài đây chứ cũng không có thông tin, không có hiện vật gì hết. Leo lên cái ngọn đồi này coi có cái gì. Này, du khách Việt Nam chắc có mình đi tới mấy chỗ này quá. Nhà đi xe riêng mà đụng đâu đi đó. Biết được những chỗ rất là hay các bạn. Đây chỉ là một cái chỗ ngồi chơi giống như hay thấy bên Indo á. Lâu có mấy cái phản nè, ở đầu ngõ, đầu hẻm, đầu đường. Bà con chui vô ngồi, nó dốc. Có view cảnh thôi. Rác nè, trời mấy đứa nhỏ nè. Thiệt tình. Cạnh con sông ha, ngay ngã ba sông các bạn. Rồi, thêm một shot nữa. Này không biết tượng ông nào đây. Chắc là cái ông tướng tá gì của bên Dutch East India, của quân Hà Lan kêu xây dựng các bạn. Đó. Xưa Hà Lan chiếm lại được cái thành phố Nga Quy, là cái chỗ mình ở tối qua đó, là ngay chỗ cái pháo đài này. Xong rồi cái muốn xây một cái doanh trại, một cái pháo đài để phòng thủ, rồi sau đó dùng làm trại giam giữ. Rồi sau đó bị bỏ hoang, rồi lại bị quân Nhật chiếm, rồi lại bỏ hoang. Rồi bây giờ là chính phủ, tổng thống mới cho sửa lại để làm điểm tham quan du lịch các bạn. Đây bạn vẫn còn thấy là cái trước khi phục dựng nè, nó đá như thế này nè, rồi sau khi sơn vẽ lại nè. Có điều vị trí hơi xa nên ít người đến thăm, nhưng mà sửa hết cái này chắc cũng tốn bộn tiền á, biết bao nhiêu tiền sơn đây. Rồi, Fox van der Bosch. Mới nói chụp hình cưới, giờ có cặp chụp hình cưới nữa bạn. Anh thợ nè, thêm một bạn trợ lý. Cũng đơn giản ha, dễ thương ghê không. Chụp hình cưới Indo đây. Đồng nghiệp của mấy bạn chụp cưới Việt Nam nè. Xây đám cưới giữa đường. Y chang Việt Nam luôn. Không biết có ngồi bà con ngồi ở đâu hay là chỉ làm cái cổng ở đây thôi ta. Cũng có thể ngồi đám cưới ở đây luôn rồi bắt cái xe khác phải đi đường khác quá. Trời ơi, ghê không, đám cưới giữa đường luôn. Y chang Việt Nam. Cười chết. Bao đường luôn. Rồi, dừng nghỉ xíu các bạn. Đi restroom. Còn chưa tới 100 cây nữa tới rồi. Giờ nghỉ coi tối nay ngủ đâu. Làm cái thumbnail cho cái vlog. Hy vọng tối nay e kịp các bạn. Phục vụ mọi người. Sang còn nhiều, tới Surabaya rồi sẽ đổ. Chỗ này cảm nhận chân đẹp quá đó. Nhìn xây hoành tráng ghê ha, cứ như bên Mỹ luôn ha. Kiếm chỗ đậu xe. Có mấy cái bảng để lỡ động đất thì chui vô đó đó. Tại bên đây hay động đất, nên sẽ có bảng chỗ kiểu khi mà có emergency là sẽ gom vô đó để đợi xe tí cứu. Đậu vô, ok các bạn. Xuống xe nghỉ ngơi xíu nha. Tắt. Quẹo vô cái là tới các bạn. Tấp vô lên này. Đường song hành.
gần sát sân bay luôn. Mai ra đón cho dễ, tại 7 giờ là hạ cánh rồi thì phải đi sớm các bạn. 6 giờ dậy rồi 6 rưỡi đi, 6 giờ 7 giờ đi cũng được, chạy sát bên. Chạy qua sân bay sát bên. Mai 7 giờ dậy, 6 giờ dậy. Rồi vô nha. Đã đến. Ôi trời, ông cụ này đi ẩu dữ vậy trời. Ta đang làng ưu tiên, đang làng khẩn cấp đi mà. Đang đi, ổng bên kia không qua đường phải nhường như là đi thẳng mà. Đúng kiểu Việt Nam. Rồi, vô nào. Vô. Chạy vô. Ta-da. Quay đầu. Qua ô nào đây? Qua ô này đi. Mát mẻ, đạp dừng chân đẹp dễ sợ. Xây khá là rộng rãi các bạn. Có trên ăn uống, ở dưới là cái siêu thị. Nhà vệ sinh đầy đủ. Xe cảnh sát cái gì mặc đồ ngầu quá ta. Có áo vest mà trời nóng mà sao mặc mấy cái áo này. Di lê này nóng chết. Này sẵn chắc kiếm gì ăn thêm luôn cũng được. Okay. Đó, đậu bên kia. Đi vô có gì ăn không nha. Này ăn gà. Này tưởng KFC nhưng mà nó là CFC. Hello. Bạn gái xinh ghê. CFC nha các bạn, không phải là KFC. Ok, hai miếng gà. Trên nước là hết 48.000 ruby là khoảng khoảng 80.000. 70.000 các bạn. 70.000 hai miếng gà trên nước. Tiếp tục công cuộc cưỡi đá các bạn. Vỏ Michelin đến nay vẫn còn tốt ha. Vẫn không xi nhê gì, mới có 4.000 cây thôi. Đó, này chắc đi nửa vòng trái đất mới phải thay vỏ quá. Mà chắc tới Úc mình sẽ đảo vỏ các bạn. Cho nó đều. Michelin. Đây, mãi yêu. Đây, cơm và súp này gà các bạn. Thêm cái trứng nữa nè. Không biết món gì luôn. Và thấy ghi là Soto Asut, Usut vậy đó. Trong một cái nhà hàng các bạn. Đây. Ăn tối, khách sạn. Chiều ngủ quên, về mệt quá ngủ quên hết. Rồi mời các bạn ăn tối. Món Soto Usut. Cơm với canh gà. Mua cái sim cho rẻ mà không được, đợi anh chàng sale tới xử lý các bạn. Này có gà. Chỉ cái đùi gà, mỗi phần gà là có thêm một cái nấm cơm với rau linh tinh đâu nè. Cô chiên tại chỗ luôn. Đó. Dưa leo nè các bạn. Cơm gà. Và dùng cái giấy này cũng thân thiện môi trường ha. Nhưng mà bịch ni lông này cũng như không à.